Hai chào anh em bảo anh xỉa lương mình tờ lũ S98 rất vui quay trở lại bạn là trong hàng của lão Mizuki Rasuji ở server số 49, một trong những hàng siêu nông dân bất chấp đã đăng nhập tới hơn 1.700 ngày, nghĩa rằng khoảng độ đâu đó gần 5 năm rồi đấy các bạn ạ. Mà VIP 9 thì phải nói là cực kỳ nông dân. Trong clip ngày hôm nay mình sẽ không đề cập sâu tới Vanessa mà chỉ lướt qua vòng quay của nó một chút thôi. Các bạn gần đấy gần như là cụm server 49 này người ta không hề lấy luôn các bạn ạ. Ở hiện nay chỉ có mình đoán chỉ có đúng một người chơi sở hữu là lão VN Nghiêm GRV ở ở hạng 1 với 2.000 điểm, hoặc hoặc chăng là ông hạng 2 là 1.130 điểm ăn hên ra được. Nó bóng vào quay các bạn ạ. Khiếp thật con ghẻ. Cho nên clip ngày hôm nay thì cũng không liên quan đến nó các bạn ạ. Đánh nhau với ai server không ai lấy làm sao mà test được Vanessa. Thay vào đó thì chúng ta sẽ đến một nhân vật khác cũng không hề kém hot trong bản quyền này, chính là Shingo 02UM ở trạng thái lục môn. Ngoài Shingo ra thì chúng ta còn có Chrysalis cũng được cập nhật lục môn. Có điều đây không phải là những võ sĩ nhiều người chơi, cho nên các bạn sẽ thấy nó ít được lên sóng, ít được lên các bản tin trong các group, hội nhóm và cả kênh YouTube vậy nhá. Nhưng hôm nay thì nó sẽ được lên bởi lão ấy lần các bạn ạ. Rồi, rất cảm ơn lão chủ hạc đã tạo điều kiện cho mình là có một video cực kỳ hay ho thú vị, đủ điều kiện luôn rồi các bạn ạ. Ok, và đây là Shingo 02UM. Võ sĩ này thì sẽ được lấy theo con đường gần đây nhất, gọi là con đường chui hộp thông qua cái gói Valentine trắng, thì các bạn sẽ lân cả thẻ S-Max của nó chỉ rơi vào khoảng 50k kim cương thôi các bạn ạ, rất là rẻ, hai hồn vũ khí ngay trong cùng một lượt, chứ những thằng Kyo đấy đắt hơn nhiều đấy các bạn nhá, không 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 rẻ đâu. Đấy, ok. Ở trạng thái lục bôn thì chúng ta sẽ cùng xem là Shingo sẽ có được cái sức mạnh khác biệt gì so với thời điểm trước khi nâng lên lục môn nhá. Đây mình đang tham khảo phiên bản Đài Loan, nó tương tự nhau thôi. À quên mau. Quên bên bản Đài Loan mất con này các bạn ạ. Quên 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 quên. Thôi nhá, tôi vào text tôi đọc đây. Ao ơi. Quả này lại ngồi lọ mọ tiếng Anh ở đây. Lại khổ rồi đây. Mình nhấn nút hủy trước để đọc trước nha, để xem mà ở trạng thái chưa lục môn tức tỉnh hồn vũ khí không thôi thì nó có cái gì, còn lục môn thì nó thêm cái gì các bạn nha. Tấn công đơn mục tiêu tăng cho bản thân các chỉ số công thủ kháng hiệu ứng kháng sát thương tuyệt kỹ, thêm vào hiệu ứng phá giáp bên mục tiêu. Ok, giảm 60% thủ đấy. Giải hiệu ứng búp có lợi và tường sắt của mục tiêu, đây là đơn mục tiêu nên giải cho một con thôi, phá giáp một con thôi, cho nên thật ra các bạn xác định con nào bị thằng này đấm vào coi như phế luôn. Đầu tiên nó bị thanh tẩy các búp có lợi bao gồm cả tường sắt các bạn, lại còn bị phá giáp nữa thì thôi xác định đây nó gọi là mồi ấy các bạn. Shingo là võ sĩ mồi đấy. Rồi gây thêm sát thương ứng với 20% máu tối đa. Ok. Nếu mục tiêu mà cái gì đây, Restrong Edge Fighter Outside, nếu như mà không có mục tiêu búp lộ thì sẽ búp lộ cái gì đây, một võ sĩ cao nhất người chưa phun nộ ưu tiên là Kyo thập tứ, đại loại nó búp lộ các bạn nhá. ưu tiên thằng Kyo. Các hiệu quả búp lộ này thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu quả giảm nộ. Búp một lần một trên một lượt. Ok, tức là mỗi lượt tôi sẽ búp cho một lần, Kyo đảm bảo các bạn tung tuyệt kỹ ầm ầm luôn. Ở ngoài ra sẽ hồi 300 nộ và 200 cái năng lượng máu gì đấy, gọi là cái năng lượng tinh thần, năng lượng nhiệt huyết nhiệt huyết các bạn, hot là nhiệt mà blood là máu, huyết đấy đúng không, 200 năng lượng nhiệt huyết, dịch không là hay lắm nhưng mà đại loại là nó có một cái, mỗi một con nó có một cái gọi là mana riêng các bạn, ngoại trừ nộ nhá, nó có thêm một cái tầng khí gì đó đấy, đây nữa gọi là tầng hot blood, tầng nhiệt huyết. Thanh tẩy các búp có lợi cho các búp bất lợi của bản thân, cho ai trong một lượt thôi, hợp lý rồi, còn đòi mấy lượt nữa, ngoại trừ khi mà đang thu hồi kỹ. Ok, giảm 50% sát thương nhận vào khi bị tấn công trong vòng một lượt kỳ chơi. Reduce giảm 50% tổng lượng sát thương nhận vào bởi võ sĩ phe địch gây ra bằng tuyệt kỹ trong vòng một lượt.
Ghê thế, ôi thế, thảo nào khỏe thế. Nhưng mà con này độc chiêu ấy, giết nó dễ nha các bạn nhá. Đảm bảo các bạn là cái dòng kiểu Vanessa hay là Hikage đấm cho Shingo ấy, ập mồm luôn. Nhưng mà tuyệt kỹ không ăn thua. Ví dụ như Shingo, Kyo đấm vào này không ăn thua mấy các bạn. Tuyệt kỹ nó lại không sợ. Con này lại sợ độc chiêu. Ê, hay nhỉ các bạn nhá, khắc chế nhau ấy. Ok. Sau khi bị đấm 2 lần thì sao? Cái miễn sát thương ấy sẽ bị mất đi, sẽ bị hủy đi à, chịu 2 lần thôi à? Ok. Ngoài ra cái gì sẽ bị hủy và 40% à, hồi phục 40% máu một lượt mỗi lần. Chắc chắn là sẽ có độc chiêu. Ngoài ra thì sẽ có 1%, tối đa là 15% ứng với tăng 15% ứng với mỗi võ sĩ lửa trong team. Hiện nay sẽ có 2 người cả Asuka là 3. Như vậy sẽ 45% gây hiệu ứng thiêu đốt lên mục tiêu. Ok, thiêu đốt này thì sẽ không gây hồi nộ, đây gọi là bán thức quỷ thiêu đấy các bạn. Ngoài ra thì hồi thêm 200 năng lượng nhiệt huyết. Rồi nào để xem lục môn thì nó có cái gì các bạn nha. Mình dịch nó cũng không được sát 100% đâu các bạn nhá, bản dịch này các bạn lên trên group hình như là có nha. Quên mất rồi không đi tìm nhỉ. Tất cả các chỉ số đều được gia tăng, bao gồm công thủ, kháng chí mạng và kháng sử kỹ. Hiệu quả phá giáp cũng được gia tăng thêm. Hiệu quả tấn công theo phần trăm máu tối đa cũng gia tăng thêm. Hiệu quả búp nộ, tăng tốc độ hồi nộ cũng gia tăng thêm các bạn ạ. Nhìn chung là các chỉ số đều được gia tăng thêm. Đặc biệt là cái hiệu ứng về tăng nộ và tăng tốc độ hồi nộ thì sẽ không bị hóa giải. Ok. Nếu như mà Shingo đứng hàng trước thì sẽ chia sẻ cho võ sĩ hàng sau lên tới 65% sát thương. Ngon vai, con nào đứng sau Shingo thì ăn được hưởng lợi cái lục môn mới có các bạn ạ. Khả năng share dam này thì sẽ được tối đa là 4 lần. Đấy, càng nhiều phe địch, càng nhiều người thì cái tỷ lệ nó càng tăng. Trong đấu trường 6v6 thì chắc chắn sẽ là 4 lần rồi. 4 lần này à? Hơi ít như vậy, chỉ là tăng share đoạn đầu với các bạn, đoạn sau quá ăn thua, đoạn đầu thôi. Trong cái thời gian mà nhận cái hiệu quả chia sẻ sát thương sẽ nhận được thêm 15% chỉ số kháng sát thương, có cộng dồn với các búp cùng loại không bị ảnh hưởng nếu như mà không có võ sĩ đứng sau, kéo dài một lượt. Nếu như mà phe ta không có cái dòng võ sĩ thuộc cái dòng gọi là búp nộ, đại loại như là Robert hay là Maxima đây các bạn ở trong team này không có đâu nha, mỗi mình Kyo Shingo không thôi. Đấy, thì sẽ búp máu à búp nộ cho một võ sĩ có chỉ số công cao nhất phe ta mà người đó chưa phun nộ, ưu tiên đó là Kyo. Con này khả năng là nó nhìn chung là nó sẽ búp cho Kyo rồi các bạn, hầu Kyo rồi. Quả Kyo để xem đấm ghê gớm nào. Đâu rồi, đoạn dưới này mình xem có cái gì khác biệt nữa không? Vẫn là hồi máu, hồi năng lượng. Đâu rồi, vẫn là giảm 50% sát thương nhận vào trong vòng 2 lượt có cộng dồn. Sau khi vừa bị tấn công bằng tuyệt kỹ 2 lần hoặc là tấn công 2 lần thì cái giảm sát thương đấy sẽ bị giải mất đi, giống như ở trên thôi. Hơn được một tí thôi, hồi 50% máu tối đa, chắc chắn có độc chiêu. Đây đây các bạn, cái tỷ lệ thiêu đốt nó gia tăng thêm hẳn luôn. Từ 15% thì bây giờ thành 25%, nhân 3 thành 75%. Như vậy team này thì Shingo sẽ có tới 75% có thể gọi là đánh ra được lửa các bạn. Lửa này sẽ làm cho đối phương bị mất nộ, mất máu. Ngoài ra thì tăng 5% Fade Death, biết là cái gì đó. Rồi ok, hào thử đấm em như nào các bạn nhá. Shingo Akio đứng đằng sau chứ. Cho Asuka đứng đằng sau à? Ok, ao để xem một đấm nhau các bạn nhá. Nghe Asuka sướng ghê nhé. Shingo nó hầu thì thôi rồi. Quên, mình check qua một tí về đồ cho Shingo. Nhìn chung đây là một võ sĩ mà mình thấy rằng cực kỳ hiếm người dùng đấy. Server 49 cũng không có nhiều người dùng đâu. Mình nhớ là có 2 ông thôi. Chúng ta đang có con Shingo được cầm hồn lực sói. Kyo thì là gồm bảo vệ 4 sao, 5 sao, Anis là phong ấn, Asuka bão tố, Athena luôn à, Devil, Yashiro Kyu. Ok, chúng ta thấy một đội hình có rất nhiều võ sĩ cũ hoặc là không được hot cho lắm. Tiêu biểu nhất là con Athena, quá ai dùng, ông tranh ông dùng. Ok, hạng 1x thì sẽ đánh vào 0x trước các bạn nha.
Mày xem à, thì như không không có bão tố rồi, không có bão tố này thì thật sự với các bạn là khó đấy. Đây lại có à, thì single nhiều ấy, single nhiều thế khó ấy các bạn. Nào đánh với lão Yumi test, lực chiến là xem nhau, nếu như không muốn nói là phe ta còn lợi hơn về mặt lực chiến, còn về mặt uy lực à cái gì, còn về mặt đồ thì mình nghĩ rằng hoàn toàn là địch thủ có thể là hơn. Yếu tố hồn lực năm tọa thiền như mình nói ở rất nhiều video vẫn là một trong những yếu tố chưa thể không nhắc tới, nghĩa là phải nhắc tới đấy. Mao đội bạn nó có tọa thiền thì nó không cần có võ sĩ võ sung thì tốt đâu, họ vẫn đấm tốt hơn mình. Đây là Kyo với đội bạn đã lục môn, nó mới đấm được hai lần như thế, hoặc là nó dùng bão tố nhá. Nhưng mà mình nhìn thấy chữ S mark rồi. Đây là Yumi cũng đã S mark bên đội bạn. Nhìn chung thì sự khác biệt giữa hai phe là quá lớn. Bên đội bạn nhiều võ sĩ xịn sò con bò hơn. Bên phe ta hơn là gì? Mình nghĩ là dị hơn thôi chứ còn đâu. Shingo với cả Dulon thì nó cũng xem nhau. Mình nghĩ là xem nhau, không ai gọi là vượt được đâu, quan trọng là các bạn dùng như nào thôi. Asuka như nhau, Kyo đối bạn chắc là hơn rồi, Yumi thì hơn Yashiro rồi, và cuối cùng Chrysalis và Mai thì chắc chắn là sẽ hơn Athena và Anit. Tới thua rồi các bạn, bao rồi single nó gánh nổi team đâu, trừ phi đội bạn không có tọa thiền thì hai con Asuka, thì mình nghĩ rằng Asuka phe ta vẫn có một cái cơ hội là chém tốt hơn so với Asuka đội bạn nhé. Đấy, vì nó có Shingo nó búp. Búp nộ cho búp gì nữa. Đây là Konit ở trạng thái viện trợ. Konit này là Konit tư chất 15 hay 14 thì 14 các bạn ạ. Nó chỉ có giải hiệu ứng thôi, nó không có chuyển hóa công thủ. Khả năng phòng thủ của Shingo các bạn nhìn thấy là quá vững chãi. Hồn lực sói thì thật ra là một hồn lực thiên cả về công lẫn thủ. Asuka đội bạn chém chưa được một nửa thì Shingo sẽ lại biến hình. Thật ra là nó chém bay cây máu ở đấy. Nhưng các bạn lưu ý là Shingo nó có một cái trò gọi là trò giảm 50% sát thương nhận vào. Đấy, cho nên các bạn sẽ thấy là Asuka đội bạn chém nó không thể chết được. Không thể mất máu được, không thể sốc được đam luôn. Ông cùng lắm chém hết cây máu đúng không? Nếu nó giảm 50% thì chả là lửa bình à. Cho nên là đây cũng là một cái bài mình nghĩ rằng thủ cực kỳ tốt trước Asuka. Cho nên thằng Shingo này mình nhận thấy rằng các bạn nào lấy về sở hữu là hoàn toàn là không có sai sách đâu. Thậm chí dùng ngon là khác. Ngon hơn so với Dulon. Dulon thì nó khắc chế những cái kiểu khác hơn, hỗ trợ theo một kiểu khác hơn. Rồi, mỗi con nó sẽ một có một màu một vẻ khác nhau. Nhưng mình nói thật là single khó dùng hơn đấy nhá. Không phải gì đâu. Ok, đây là Asuka đội bạn. Chém không chết nổi single đâu. Các bạn để ý single hồi máu cũng cực ghê. Thằng Yashiro quả này cũng gớm phết nhỉ, mãi cũng chết. Athena tệ quá. Ôi. Đây là Shingo đã lục môn. Không ăn thua, lượng sát thương phải nói rằng cực kỳ khiêm tốn. Bù lại Asuka chém thì không trượt pha nào. Rồi, Kyo chưa lục môn cho nên đam khá tồi. Mình nghĩ là lão ấy sẽ còn phải trông chờ thêm một phát nữa vào hồn vũ khí của Kyo. Thiếu đúng một vũ khí ở Kyo thôi là nâng được lục môn rồi. Thì mình nghĩ là sẽ hoàn thiện nốt combo ba thằng Kyo, Asuka và Shingo. Bộ ba này thì mình nghĩ là sẽ làm kết được tọa thiền nữa, thêm cái tọa thiền nữa mình nghĩ là sẽ cân được đấy. Có cơ hội đánh vào trong không ít đấy. Chứ hội khác đều là hỗ trợ được các bạn nhé. Ainis nó cũng là hỗ trợ câu kéo thôi. Nó không thể làm sát thương chính hay là phòng thủ chính được đâu. Rồi, đấm không xi nhê các bạn ạ, yếu lắm, vẫn phải chờ đến Asuka thôi. Nè,
46 triệu sát thương, hỏi các bạn ai mà đỡ được. Biến hình hết mà các bạn, gặp Asuka biến hình hết. Kyo đấm không ăn thua, đội bạn có rất nhiều con phòng thủ. Dulon và Yumi thì đều đã có con tanker xịn rồi. Kyo thì được Chrysalis nó búp một cái vầng hào quang vàng vàng kia, là búp thủ cả công lẫn thủ, trong đó có búp thủ cực mạnh. Đừng hòng giết được Kyo các bạn. Kể cả phá giáp phá dùng cũng cũng còn ốm mới đấm được nó. Nhưng mà có phá giáp, được. Kia Kyo đấm phá giáp, còn lại là sẽ để cho Asuka nó chém chính, hợp lý nha. Đối bạn khống chế Asuka khá tốt, nhưng mà thường là phe ta đều có người giải, rất nhiều võ sĩ giải hiệu ứng, cho nên thật là phe ta có thua về mặt võ sĩ gây hiệu ứng ấy, nhưng mà không sao đâu, bên mình có giải hiệu ứng nhưng nó bù lại được. Rồi Kyo được tung được kỹ 2 lần, chắc chắn là do Shingo nó búp, có điều chưa lục môn nên những lần tung tuyệt kỹ nó chưa thật sự là giá trị cao nhất thôi. 39 triệu sát thương, bất chấp đội bạn là né là rất là nhiều, thêm 17 triệu sát thương nữa. Mình tin tưởng rằng chắc có con Mai sẽ tèo lượt số 6 thôi, cùng lắm mới lượt 7 thôi. Vì lượt này có thể là Asuka Feta sẽ không có nộ, thì cho đội bạn thêm một lượt nữa. Chứ mình nhìn thấy con Mai là đuối lắm rồi, chém biến hình liên tục. Nhưng một con hỗ trợ như thế mình thấy nó không phải là con tanker xịn đâu, nhưng mà sống được đến lượt 5, lượt 6 như này mình nghĩ cũng là rất là bền rồi. Siêu cứng nhỉ, single cảm giác cứng, đánh y thay sao không chết. Ê, single à, cái nhà Kyo chết sớm thế. Và bây giờ chuẩn bị đến Ainz rồi, phá giáp phá dùng các thứ rồi, giờ là sẽ đến lượt Asuka chém. Và bốc rồi, hy vọng có bão tố, có luôn các bạn ạ. Né cũng phải chết được con Mai đằng sau, bảo thôi mà lại không tung được tuyệt kỹ, chắc chắn là con Mai tèo ao về. Athena tệ quá nhỉ, chưa góp công gì cả, còn thằng Yasuo thổi không thể gọi là chê trách nó được, nó sống được đến cái tầm này đã là, còn dùng được đến tầm này đã là tổ quốc ghi công rồi, những bạn bè đồng trang lứa của Yashiro tèo từ lâu rồi. Để xem Shingo và tèo ao rồi, à có hồi sinh, sói kiêu kiêu ổn đó các bạn, cấp độ sói kiêu cao hơn đội bạn thì sẽ được hồi sinh thôi. Ao khống chế khó chịu vai, một cái nghén chẳng thể làm lên mùa xuân. Rõ ràng Shingo là vị trí khắc tinh các đòn sát thương cực tốt của Asuka, Asuka không thể sốc chết được Shingo, nhưng như mình nói một cái nghén không thể làm nên mùa xuân. Nếu như không có căn cơ tọa thiền vững vàng thì vẫn không thể gọi là chống lại đâu. Rồi ơ thằng hồi sinh mà nội tại nó vẫn còn ngon ghê nhỉ, nhưng các bạn nhìn thấy không cử động một tí gì luôn, khống chế từ tọa thiền, à khống chế từ phong ấn, từ Yumi, từ sơ mi lôi, quá ghê. Eo eo chơi ghê. À hình quê 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 thằng Shingo này có nội tại hồi sinh các bạn nhá, quê 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 thằng Shingo này không phải là sói cừu đâu, thằng này có nội tại hồi sinh, quên 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 còn con Asuka vừa rồi hồi sinh mới là do sói cừu. Ôi đôi đôi bạn ngon quá, đôi bạn cả viện trợ gồ nít thế kia này. Khó rồi, thế nào một đôi bạn lực chiến hữu yếu khỏe thế nhở, đồ ngon vãi. Thôi thật ra mình nghĩ là bắt nạt mấy lão bên dưới thôi, nhưng đâu bắt nạt mấy lão bên trên hơi khó, vẫn còn thiếu một cái tọa thiền, thiếu một chút đồ nữa cho Kyo. Còn đâu mình tin tưởng rằng Shingo đã hoàn thành quá tốt vai trò nó và là võ sĩ trụ đến lượt cuối cùng của trận đấu rồi. Hãy good job Shingo, hẹn các bạn trong các video tiếp theo nha.